tôi không thấy ai cả. Tôi không biết. Được rồi, bác cứ đi trước. Để cháu tôi xin. Chết đi rồi á. Có thật là bà có biết Juliet ở đâu không? Sẽ không biết. Thật sao? Được rồi. Tôi sẽ cho bà một cơ hội. Một là bà sẽ nói cho tôi biết Juliet ở đâu. Hai, bà sẽ chết. Ông giết tôi hả? Nếu như bạn không nói. Không biết. Hỏi lại một lần nữa, Juliet ở đâu? Tôi đã nói là tôi không biết mà. Có phải là lúc nào tôi cũng canh chừng tôi đâu? Lần cuối cùng, Juliet ở đâu? Tôi không biết. Mày muốn chết không? Juliet không? Juliet! Không biết. Quên! Juliet! Thank you.